ta sai giờ tay đây bà con ơi. Lại là tôi đây, ý tôi được kể một chuyện tình này hay hay. Anh bán muối thì đã bị lùng lầy bởi cô bán chuối. Cái như vậy mà ao nhay rồi đến khi nào hai đứa này chung tay. Ông đạo diễn viết cái gì ra đây? Hai nhân vật cái như vậy mà loay hoay để tôi sửa kịch bản tới cái đoạn mà hay hay. Tôi nè, anh ba sớm trên bán muối, cạnh bờ chuối hổng yếu đuối, người ta đồng thanh niên sao muối. Còn em nè, em là cô ba ở sớm cuối, em bán chuối hãy lui dúi cạnh nhà tôi. Thế quái nào tôi hỏi em nói em thích ăn chuối, tôi nhanh chí tôi mua chục ký tặng ngược cho em. Thế là không hiểu sao tôi mê luôn cô bán chuối. Anh bán muối thương cô bán chuối, chuyện tình vui ghê. Là chàng trai nhà quê bao nhiêu cô gái mê, vừa bung về là anh đây bảo kê. Không hút chích phê pha cùng chẳng có bê tha, gọi em là đường không song song mà chứ ấy, chẳng bò đi cùng chẳng phải sexy. Hai đứa hốt nhau về là cái tướng phu thê không có chỗ chê. Chuối ta sai giờ tay đây bà con ơi. Lại là tôi đây, ý tôi được kể một chuyện tình này hay hay. Anh bán muối thì đã bị lùng lầy bởi cô bán chuối. Cái như vậy mà ao nhay rồi đến khi nào hai đứa này chung tay. Ông đạo diễn viết cái gì ra đây? Hai nhân vật cái như vậy mà loay hoay để tôi sửa kịch bản tới cái đoạn mà hay hay. Rồi hai ta trôi ra bụi chuối to tê tu tư nha, mình quẳng đã tùng tì. Tôi thương em, lỡ thương em rồi em ơi, đâu phải cây cơ